Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu cà ri gà ngon tại nhà. Thịt gà ăn mềm, thấm vị đậm đà, hòa quyện cùng với lại sốt cà ri thơm béo rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu cà ri gà thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình ở đây là gà nha. Gà thì mình mua con gà ta này nó cỡ khoảng 2 kg á, mà mình cắt bớt rồi, mình dùng nó cỡ khoảng 1,5 kg thôi nha. Dùng 1,5 kg thịt gà. Ngoài gà ra thì các bạn sẽ chuẩn bị hai cái nguyên liệu cho mình, đó chính là cái phần dầu cà ri. Ha, sốt dầu cà ri nè, nó thơm lắm các bạn. Một cái gói này nó cỡ khoảng 20g á các bạn ha. Thì 20g này mình sẽ ướp cho khoảng 1,5 kg cho đến 2 kg thịt nha. Rồi ngoài ra thì mình dùng thêm là bột cà ri để cho nó thơm nhiều nha. Bột cà ri này thì mình dùng cỡ khoảng 5g thôi, là nửa gói. Nha, một gói này nó là 10g nè, mình dùng 5g. Và nếu như mà các bạn có được lá cà ri tươi á, các bạn ra chợ mà các bạn mua thêm được lá cà ri tươi á thì các bạn nên mua thêm ha, nó sẽ rất là thơm. Thì mình dùng thêm cỡ khoảng 3 đến 4 nhánh lá cà ri tươi như thế này nha các bạn. Còn không có thì thôi. À, thực ra thì trong cái thành phần mà bột cà ri và sốt dầu cà ri á thì nó cũng đã có rồi. Nhưng mà mình có thêm lá tươi thì nó sẽ thơm và nó ngon hơn nhiều nha. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là có khoảng 3 củ khoai lang nè, khoảng 1/2 củ khoai môn. Ha, à, khoảng 30g sữa đặc. 400ml nước cốt dừa. Đây là nước cốt dừa nè, 400ml nha. Rồi sa tế. Bữa trước mình có cái video chia sẻ với các bạn cách làm sa tế rồi đó. Bạn nào chưa xem thì để lại bình luận cho mình biết nha, để mình gửi cho các bạn video làm sa tế tại nhà. Và khoảng 4 đến 5 cây sả. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình cỡ khoảng 1 lít nước dừa. Nước dừa tươi á các bạn. Và khoảng 2 củ hành tây nhỏ nhỏ nha, để mình nấu cà ri cho nó ngon. Gà sau khi mình rửa sạch sẽ rồi đó các bạn, thì mình để cho nó ráo nha. Gà này các bạn muốn cho nó thơm ngon không có bị tanh á, thì khi mà mình chặt ra rồi thì các bạn rửa lại với hỗn hợp là rượu và muối cho mình nha. Sau đó thì mình xả lại với nước lạnh rồi mình rửa sạch để ráo. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần sốt để mình ướp gà nha các bạn. Gà này thì mình ướp khoảng 30 phút để cho nó thấm. Một muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng muối, sa tế, khoảng 20 đến 30g sa tế nha các bạn. Một muỗng đường. Rồi mình cho vào đây là 5g bột cà ri. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cắt cái gói cà ri dầu này mình cho hết vào đây luôn nha. Về cái phần hành tím và tỏi thì các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 3 tép tỏi và khoảng 4 củ hành tím nha. Mình sẽ bầm nhuyễn ra rồi mình vắt lấy nước để mình ướp gà cho nó thơm nha các bạn. Cái phần xác hành tím thì một lát nữa mình sẽ dùng để mình phi lên. Nè các bạn vắt á, các bạn vắt lấy nước nha. Đây bây giờ các bạn trộn đều lên cho gia vị mình nó tan ra ha, rồi mình cho vào trong gà mình ướp. Các bạn ướp cho mình khoảng 30 phút nha và mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh để cho thịt gà mình nó được tươi. Sả thì các bạn cắt khúc ha, mình sẽ đập cho nó dập ra. Khoai môn với khoai lang thì các bạn cứ cắt ra miếng vừa ăn nha. Cái này thì các bạn chiên, nên chiên. Tại vì khi mà các bạn chiên á, mình nấu nó đỡ bị nát hơn. Và cái thứ hai nữa là rau củ ăn cũng sẽ ngon hơn ha. Cái thau nước mà các bạn ngâm cái khoai lang và khoai môn này nè, thì các bạn vắt vào đó cho mình một miếng chanh nha. Có miếng chanh vào thì nó đỡ bị đen hơn. Bây giờ để chiên cái khoai môn và khoai lang này nè thì các bạn chuẩn bị cho mình ít dầu ha. Mình sẽ cho vào đây cỡ khoảng một cái đầu muỗng bột bắp. Mình cho xíu bột bắp này vào mình chiên lên thì nó sẽ không có bị văng ha. Khoai thì các bạn không cần là mình phải chiên chín cũng được, mình chiên cho nó vàng là được rồi. Cỡ khoảng chín khoảng 60-70% là được ha các bạn. Thì các bạn có bột bắp bên dưới thì nó không có bị văng ha. Hoặc là mình để khoai mà nó khô xíu cũng được, tại vì khoai mình mới vớt ra nó còn nước á, nên là mình cho bột bắp vào. Chứ còn nếu mà khoai mà nó khô rồi các bạn cho vào các bạn chiên thoải mái ha. Khoai mình chiên cho nó vàng 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 một mặt rồi đó các bạn, thì các bạn trở ha, mình chiên mặt còn lại. Khoai sau khi mà mình chiên cho nó vàng rồi đó các bạn, thì bây giờ mình vớt ra ha. Chiên nốt cái mẻ khoai còn lại. Gà sau khi mà ướp xong rồi đó các bạn, thì bây giờ các bạn cho vào trong nồi một ít dầu ha. Mình sẽ cho cái phần sả khúc vào đây để mình phi cho nó thơm lên. Rồi sau khi mà sả mình nó thơm rồi đó các bạn, mình sẽ cho hết cái phần hành tím và tỏi bầm vào đây luôn ha. Các bạn xào cho hành tím và tỏi nó thơm nó vàng lên nha. Rồi lúc này mình sẽ cho toàn bộ cái phần gà vào đây. Các bạn đảo cho gà mình săn lại nha.
Rồi lúc này các bạn sẽ cho mình vào đây là khoảng hai lá, hai nhánh lá cà ri nha. Xào chung với gà luôn để cho nó tiết ra cái mùi thơm. Rồi khi gà mình nó đã săn lại rồi đó, thì lúc này các bạn cho mình cái phần nước dừa vào đây. Cho hết vào đây nha, 1 lít nước dừa. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là 1 muỗng cà phê muối ha. Ban đầu là mình cho nửa muỗng muối để mình ướp gà ha. Còn bây giờ mình cho là 1 muỗng muối để mình nấu cho cái nước cà ri ăn nó đậm đà. Do là ban đầu là mình đã ướp 1 muỗng đường rồi ha, nên là bây giờ mình không có cho đường nữa nha các bạn. Mình nấu nước dừa rồi nên mình không cho đường nữa. Bây giờ mình sẽ nấu đến khi mà gà mình nó mềm và nó thấm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 1 lon nước cốt dừa, khoảng 30 gram sữa đặc, 5 đến 10 gram bột bắp. Ha, mình có một xíu bột bắp này vào các bạn, thì một lát nữa mình nấu ra cái phần cà ri ấy, nó sẽ có cái độ sánh ha, mình chấm bánh mì ăn rất là ngon. Mình khuấy cho tan nha. Nếu mà các bạn không thích dùng sữa đặc thì các bạn dùng sữa tươi cũng được. Nếu mà mình có sữa vào thì nó sẽ thơm ha các bạn ha, nó thơm nhiều hơn. Khi mà gà mình nấu được khoảng 20 phút rồi đó các bạn, lúc này thì nó cũng đã gần mềm ha, nhưng mà nó chưa mềm đâu, tại con gà của mình là con gà ta, nó gà là trống á, nó hơi dài. Nên bây giờ mình sẽ cho khoai, khoai môn với lại khoai lang vào đây, mình nấu tầm có khoảng 15 phút nữa ha, 15-20 phút nữa. Thì khi đó là cái gà mình nó vừa mềm á, thì cái khoai này nó cũng vừa mềm luôn. Rồi lúc này khoai lang và khoai môn mình nó gần mềm rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho nước cốt dừa vào nha. Cho nước cốt dừa này vào mình nấu tầm cỡ khoảng 5 đến 10 phút nữa là được nè. Với cái món cà ri này thì các bạn có thể là mình ăn với bánh mì nè, mình ăn với lại bún cũng rất là ngon. Thơm béo vị nước cốt dừa rất là hấp dẫn nha. Gà thì ăn mềm thấm vị đậm đà. Đây ha, sau cùng thì mình sẽ cho hành tây lên. Cà ri gà nha các bạn, nấu rất là đơn giản luôn ha. Với thịt gà thì các bạn có thể là mình chấm với lại muối tiêu ha các bạn, muối tiêu chanh nha. Cái này là muối tiêu mình tự làm ở nhà nè. Bữa trước mình có cái video chia sẻ với các bạn cách làm muối tiêu ngon rồi đó. Và với cái muối tiêu này thì các bạn làm xong rồi mình bảo quản ăn dần cả năm được nha các bạn. Đây, cho lên đây thêm vài miếng ớt nữa nha. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món cà ri gà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món cà ri gà này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.